rồi bọn người mẫu có cách khóc. Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu chuyên về phụ tùng 3-4 bánh, đồ điện, đồ xăng đều có, tất cả các loại phụ kiện đi kèm theo. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng chuyển xe máy thành xe 3 bánh tải trọng khoảng 1 tấn. Bộ phụ tùng thì trang bị đủ nhất từ trước đến nay và có thể nói là đủ nhất trên YouTube hiện nay, đồ chất và rất là đầy đủ. Ở đây thì các cái phần chính của nó vẫn là cây cầu. Cầu thì có các lựa chọn cho các bạn là chiều rộng từ 60 cho đến 1m1, có thể mở rộng hơn theo yêu cầu của khách hàng. 60 70 80 90 93 97, 1m, 1m07 và 1m1. Thì tùy từng thời điểm nó sẽ có các cái kích thước khác nhau. Bộ này thì trang bị cho các bạn cặp bánh 500-12. Cặp bánh này có sức tải của một bánh là hơn 500 cân. Đấy, hơn 500 cân nhé. Tiếp theo đến là một bộ số mạnh. Số mạnh này thì nó có hai tầng số, một tầng bình thường là chạy không có tỷ lệ truyền và một tầng nữa là chạy nhanh và chậm, chạy về số chậm. Một cặp nhíp 6 lá dài 70 cm. Cặp nhíp này thì có sức chứa, sức tải lên đến hơn 1 tấn thì cho các bạn rất là thoải mái. Đây là cặp nhíp này. Đấy, cặp nhíp này là cặp nhíp 6 lá. Phụ kiện là đầy đủ. Đây là cái các cái cao su của nó này, gồm có 4 cao su mắt lớn này. Cao su lớn này thì các bạn để phía đằng trước nhá. Đấy. Còn cái cao su nhỏ ấy thì các bạn để cái mắt nhíp thì để phía đằng sau. Phía đằng sau thì nó gồm có cả cái này này. Cái này là các bạn hàn lên khung này. Đấy. Đây. Hàn lên khung như thế này. Đây là cái bộ gật gù của nó này. Đấy, thì cái này nó để các bạn là khi các bạn mà vào giảm sóc thì nó sẽ duỗi nhíp ra, thì cái này nó sẽ dao động. Các bạn lắp cao su ở đây. Một đầu lắp lên nhíp. Nhíp đây. Đấy, là phía đằng sau. Đấy, là phần nhíp đấy. Thì cái này thì chỉ có chỗ mình mới có thôi này. Đấy, nắp hàn lên khung, chỉ việc hàn lên khung, không cần phải đục khung, rất là tiện lợi. Đây là bộ chữ U này, bộ mặt bích nha, được mạ chống rỉ này, rất là đẹp và khỏe. Đấy, đây là cái cặp U này. Cặp U ở đầu cố định, chứ là đầu phía trước đấy. U này có chiều dày khoảng 5 ly này, thoải mái. Về độ cứng vững thoải mái, vì thằng này thì thực tế là nhíp chủ yếu nó chịu cái lực thẳng đứng là chính thôi, chứ còn lực ngang, quăng ngang thì rất là ít. Và với cái khẩu độ ngắn như này thì độ cứng các bạn không phải lo. Đây là bộ số lùi này. Đấy, ở số lùi này thì có dùng cho các loại máy cốt 19, cốt 17 đều có. Đây là bộ phụ kiện phanh. Phụ kiện phanh thì cái này bên mình nó làm nó sẵn, niền sẵn như này rồi, không các bạn không phải gia công cái gì cả. Đấy, không phải hàn sẵn như này. Thì thực tế một bộ nó chỉ cần 4 cái như này thôi. Các bạn không cần nhiều thứ. Cái này nó là làm sẵn như này rồi. Đấy, nó đính sẵn như này rồi. Cái này thì nó mục đích nó bắt cái này vào đây vào giữa như này. Đây,
sau đó nó xỏ cái chốt qua đây thôi, nó đơn giản vậy thôi. Đấy, hai cái này là như hai cái đỡ thùng này, hai cái đỡ chốt xoay này. Các bạn sử dụng cái này bằng một cái con ống phi 21, các bạn xuyên qua toàn bộ bốn cái này, hai cái này là cái bản lề này. Đấy, cái này là dùng ba cái thì dùng hai cái, một cái là dùng cho phanh tay này. Đấy, ngoài ra thì cái bộ này mình trang bị thêm cho các bạn phần phụ kiện khóa thùng và bản lề nữa. Đây, đây là bộ bản lề khóa thùng này. Ở bộ này thì mình chỉ trang bị cho các bạn một bộ mở khóa thùng đằng sau thôi. Đây là hai khóa thùng và đây là hai bản lề. Nếu như các bạn có nhu cầu là mở cả hai bên thùng nữa, thì tức là thùng mở ba cánh đấy, thì các bạn phải mua thêm bốn cái bản lề và hai cái khóa thùng nữa. Thì đấy, tất cả vị trí là bốn khóa thùng và sáu bản lề. Đấy, tất nhiên các bạn có thể mua 6 cái khóa thùng như đấy, tùy các bạn thôi. Còn ở trong bộ này chỉ trang bị có 2 chiếc thôi. Đấy, đây là tổng thể của cái bộ này. Giá thành thì mình niêm yết ở trên cái phần mô tả sản phẩm, thì các bạn cần thì xem phần giá thành. Vì giá thành nó có thể thay đổi theo thời gian, cho nên là bên em sẽ báo trực tiếp ở trên phần mô tả sản phẩm. Đấy, giá thì rất là rẻ thôi. Đấy, các bạn xem video này nhớ bật đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để nhận được những cái thông báo khi mới đăng video đầu tiên lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.